15.000 mua được gì? Hot dog 9.000, xí nắc mì 6.000. Đồ ăn màu vàng. Sáu mươi nghìn mua được gì? Hot dog 9.000, xúc xích 12.000, nước soda 27.000, bánh 12.000. Tính tiền em ơi, thiệt hại 60.000. Hầm lại bánh mì cho nóng và giòn ăn nó mới ngon. Chín mươi lăm nghìn mua được gì? Mì tương đen 21.000, hot dog 9.000, nước ép cam 14.000, xúc xích 12.000, Oxita 13.000, kem 17.000, sandwich 8.000. Hết tiền em ơi. Kẹo dẻo Chupa Chup 1m 13.000, kẹo thạch tâm giác 33.000, Sinac viên Oxy 12.000, bánh quy kẹp phô mai 15.000, nước trái cây lên men, chìm cốc tài 25.000. Hết tiền em ơi.
250.000 mua được gì? Tắc Bà Kỳ 31.000, Sinac Phô Mai 49.000, Kẹo Dẻo 28.000, Hot Dog Vị Bắp 9.000, Xúc Xích Phô Mai 12.000, Sữa Trái Cây Cùn 8.000, Một Lóc 32.000, Kẹo Sô Cô La Êm Êm 23.000, Kẹo Ngậm Chanh Muối 34.000, Nước Soda 27.000, Ly Đá 3.000. Hết tiền em ơi. Yeah.